Đầu tiên anh vào điện thoại nhé, anh bật wifi này, bật bluetooth này, và tìm đến cái mục Siri tìm kiếm giọng nói này. Đấy, anh bật Siri này này. Đó, sau đó anh vào phần media này, vào manage mobile device này, vào connect new device này, chọn Apple CarPlay này, chọn confirm này, chọn confirm này, sau đó vào bluetooth điện thoại này, tìm kiếm. Cái này có rồi thì mình xóa nó đi, mình quên nó đi, mình tìm kiếm lại. Để tắt đi bật lại. Tìm kiếm mà nhìn thấy BMW 6841 này, con mách này. À, chọn OK ghép đôi này. Cho phép này. Chọn sử dụng CarPlay này. À, bây giờ có thể sử dụng được CarPlay này. Sử dụng CarPlay, sử dụng Google Maps bình thường này. Hai cái này hoạt động độc lập với nhau, cái lối không dây. Ok.